Rất vui được gặp các bạn ở kênh Bộ Tộc. Hôm nay chúng ta cùng đến với những vùng đất lạ lẫm, phụ nữ khỏa thân cả ngày, chị dâu chăn gối với cả em trai chồng. Cho đến ngày nay, nhiều bộ tộc trên thế giới vẫn còn giữ những tập tục khá kỳ quặc và lạ lẫm. Vùng đất Cao Ốc Alern, phụ nữ ở trần, cả đời không tắm. Sống ở vùng Cao Ốc Alern, phía tây bắc quốc gia Namibia, xa xôi, bộ tộc Hiembia luôn là cái tên hấp dẫn đối với những ai thích khám phá văn hóa và truyền thống của các tộc người thiểu số. Trong nhiều thế kỷ, phụ nữ Hiembia đã trộn chất béo của sữa với đất sét đỏ và cây bụi Amazonia để tạo thành một hỗn hợp có tên Otizize. Hỗn hợp này có mùi thơm, giúp chống côn trùng, làm sạch da và có tác dụng chống nắng, chống nóng. Phụ nữ Hiembia bôi hỗn hợp này lên người để làn da luôn khỏe đẹp trước khí hậu khắc nghiệt, khô cằn của Cao Ốc Alern. Ngoài ra, phụ nữ Hiembia còn đốt các loại thảo mộc thơm trong chiếc thùng chứa có tên Ombre. Sau đó dùng khói này để tạo mùi thơm cho cơ thể. Chính vì lấy bùn bôi lên người để làm đẹp nên phụ nữ Hiembia còn có tục lệ là không tắm hết đời. Họ ít khi mặc quần áo, mà chỉ dùng những tấm da dê, các món trang sức thủ công mỹ nghệ đeo lên người. Bộ tộc thiểu số Kailash của Pakistan. Sự thật vợ thoải mái mây mưa với người lạ trước mặt chồng. Với số lượng chưa tới 4.000 người, bộ tộc Kailash chỉ sinh sống tại một vài ngôi làng ở huyện miền núi Chichan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía bắc Pakistan. Người Kailash nói chung không phân biệt nam nữ. Tuy nhiên, các cô gái và phụ nữ khi có kinh nguyệt sẽ được gửi tới sống ở Basaneni, tòa nhà nguyệt san của làng khi đến kỳ cho tới khi họ lấy lại được sự thuần khiết. Họ cũng trải qua quá trình sinh nở ở Basaneni này. Ngoài ra, sau khi sinh con, phụ nữ Kailash sẽ trải qua một nghi thức gọi là khôi phục sự thuần khiết. Sau đó họ mới được quay lại với chồng. Các cô gái Kailash rất dễ dãi trong chuyện quan hệ tình dục. Bộ tộc cho phép phụ nữ được mây mưa với bất cứ ai họ chọn, kể cả ngày ở trước mắt chồng mình. Rất nhiều khách du lịch thực sự đã đến khu vực này và hỏi về nơi tìm được những cô gái Kailash như lời đồn. Một quản lý khách sạn tuyên bố ông ước tính 70% du khách Pakistan là những người đàn ông trẻ tuổi đã đặt câu hỏi về tin đồn như vậy. Cộng đồng người Kailash tự tuyên bố những thông tin đó là sai lệch. Họ đã lên tiếng phỉ báng nó. Những poster xuất hiện khắp các ngôi làng của người Kailash yêu cầu khách du lịch không được chụp ảnh người dân mà không được sự cho phép và không được quấy rối bất cứ phụ nữ địa phương nào cảm thấy bị đe dọa bởi những người bên ngoài. Một số người Kailash thậm chí còn ngừng tổ chức các lễ hội công khai. Nhiều phụ nữ bộ tộc đã đeo những tấm mạng che mặt do lo sợ bị quấy rối. Quần đảo cho gái ơn, phụ nữ được thoải mái chọn bạn tình. Quần đảo cho gái ơn là một phần của quốc gia Papua New Guinea. Du khách khi đến với quần đảo này sẽ vô cùng kinh ngạc bởi nhiều tập tục kỳ lạ và thú vị, đặc biệt là những tập tục liên quan tới hôn nhân, tình dục. Các cô gái trên quần đảo này có thể có bao nhiêu bạn tình cũng được. Không những vậy, phụ nữ trên đảo còn có thể phục kích người đàn ông mình thích, sau đó yêu cầu hoặc ép buộc họ thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nhiếp ảnh gia Eric Lafourway, người đã có nhiều nghiên cứu về quần đảo cho Brian, cho biết thái độ của người dân nơi đây về tình dục rất dễ dãi. Người dân đảo Chobien có cách tiếp cận thoải mái với tình dục trước. Thậm chí sau khi kết hôn, các cô gái tìm hiểu về biện pháp tránh thai rất sớm và trinh tiết không có giá trị gì cả. Mặc dù ngày càng có nhiều người dân trên đảo được đi học nhưng thái độ của họ đối với tình dục vẫn như cũ. Giáo dục phương Tây đã thay đổi quan điểm của một số người dân đảo nhưng không phải tất cả. Mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng tại quần đảo cho Brian cũng khác xa so với các nơi khác. Ở đây, một người đàn ông phải tặng quà cho vợ mình để được quan hệ tình dục. Nhưng do quá dễ dãi trong quan hệ tình dục, nên người dân trên đảo này dễ bị nhiễm HIV. Anh em cưới chung một vợ, con gái được chia sẻ chồng với mẹ. Ở một số ngôi làng xa xôi, hẻo lánh thuộc Nepal, con người vẫn duy trì chế độ đa phu, cùng nhiều tập tục chăn gối kỳ lạ khiến nhiều người không thể tin nổi rằng những chuyện như vậy vẫn còn tồn tại. Ở đó, một cô dâu khi kết hôn sẽ mặc định phải quan hệ với cả anh em của chồng. Cô ta Si Sang Mo là một trong những nhân chứng sống của tục lệ này. Theo lời chia sẻ của cô ta Si, năm 17 tuổi, cô kết hôn với một chàng trai mới 14 tuổi có tên Minh Ma Lama.
Khi đó, Taxi và tất cả mọi người đều nghiễm nhiên hiểu rằng, người em trai của anh Minh mà là Ba Sang, khi đó 11 tuổi, cũng sẽ trở thành chồng của cô Taxi. Theo tục lệ tại nơi đây, người phụ nữ thường được sắp đặt kết hôn với người con trai cả trong gia đình, và nghiễm nhiên cho phép những người em trai sau này có cơ hội cưới luôn chị dâu. Thậm chí trong trường hợp em trai quá nhỏ, các bà vợ sẽ kiêm luôn chức năng vú em, chăm sóc và nuôi dưỡng chồng tương lai của mình cho đến khi họ trưởng thành. Bên cạnh chế độ đa phu, nhiều ngôi làng ở Nepal còn duy trì những tục lệ vô cùng kỳ lạ khác mà ít ai tưởng tượng được. Anh chị em, thậm chí cha mẹ có thể trao đổi vợ chồng cho nhau. Con trai chia sẻ vợ mình với bố, con gái chia sẻ chồng mình với mẹ ruột, anh chị em trao đổi vợ chồng cho nhau. Dần dần mối quan hệ đó trở nên chồng chéo, phức tạp. Tục lệ này được cho là hành động thắt chặt mối quan hệ gia tộc, tạo sự linh hoạt trong hôn nhân. Ở nhiều nơi, đa phu được coi là hủ tục và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng người dân nơi đây lại cho rằng nó bình thường và có lợi. Bí ẩn tấm bản đồ lục địa Nam Cực. Bùa tre là tấm bản đồ kỳ lạ xuất hiện vào khoảng thế kỷ 18. Có giả thuyết nhận định bùa tre miêu tả cực kỳ chuẩn xác địa hình nguyên thủy của Nam Cực trước khi khu vực này bị bao phủ bởi những lớp băng dày. Thú vị hơn, nhiều tài liệu coi bùa tre là bằng chứng về một nền văn minh cổ xưa cực kỳ phát triển từng tồn tại ở vùng Nam Cực thời chưa hóa đá cách đây hàng nghìn năm. Bức hình gây tranh cãi. Năm 1737, Philip Bùa Tre công bố tấm bản đồ mang tên mình Bùa Tre. Nhà địa lý Pháp của thế kỷ 18 đã vẽ một bản đồ cho thấy rõ ràng Nam Cực, ngoại trừ một số chi tiết gây nhiều tranh cãi suốt thời gian qua. Trước hết, Nam Cực của Philip Bùa Tre là hai mảnh đất riêng biệt, được bao quanh bởi rất nhiều đường bờ biển cực kỳ chi tiết. Vậy nhưng, bản đồ được coi là sai bởi vì Nam Cực của thời nay, sau khi được khai phá bởi khoa học hiện đại, thật sự không giống những gì Philip Bùa Tre đã vẽ. Ngay cả cái tên ban đầu của bản đồ Bùa Tre cũng rất đáng quan tâm, khi Philip Bùa Tre cho rằng cần thiết phải xác định rõ vị trí của khu vực này trên bản đồ thế giới. Không đơn giản chỉ là Nam Cực, một số tài liệu tạm dịch tên gốc của bản đồ Bùa Tre từ tiếng Pháp sang tiếng Anh với ý nghĩa bản đồ địa hình những vùng đất phương Nam nằm giữa chí tuyến Nam và Cực Nam, nơi những khám phá vĩ đại từ năm 1739 sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho thế giới. Sự thiếu rõ ràng về năm xuất bản cũng khiến nhiều người hoài nghi về tấm bản đồ Bùa Tre. Trong khi đa phần đều cho rằng Philip Bùa Tre hoàn tất bản vẽ và công bố tới công chúng từ năm 1737, trên tấm bản đồ lại ghi ngày xuất bản là ngày 3 tháng 9 năm 1739, trùng khớp với tựa đề siêu dài mà Bùa Tre đặt cho bản đồ của chính mình. Hiện chưa một ai giải thích được khoảng cách chênh lệch 2 năm có ý nghĩa gì đối với tấm bản đồ Bùa Tre. Được mệnh danh là người tiên phong trong lĩnh vực vẽ bản đồ chuyên nghiệp vào đầu thế kỷ 18, Philip Bùa Tre đã tạo nên tấm bản đồ phân chia rõ ràng cấu trúc từng khu vực, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nghiên cứu địa chất. Ông kết hợp hiểu biết địa chất, nghiên cứu chuyên sâu cùng tư liệu của những nhà thám hiểm và nhà truyền giáo thời đó, với quan sát thiên văn hàng ngày, để suy luận ra các khu vực khác nhau trên thế giới. Các tấm bản đồ ra đời, trong đó một số hình cũng tương thích với kết quả nghiên cứu hiện đại, như sự tồn tại của Alaska hay eo biển Bering. Thế nhưng, cách tiếp cận của ông vốn gây nhiều tranh luận gay gắt trong giới nghiên cứu học thuật, rằng quá tốn thời gian khi đi qua sâu vào tiểu tiết, đòi hỏi các phương thức khảo sát phức tạp cần nhiều nhân lực và sẽ không hiệu quả trong nhiều trường hợp quá ít dữ liệu. Bên cạnh đó, không phải suy luận nào của Philip Bùa Tre cũng đúng. Một ví dụ điển hình liên quan tới hình dung của Bùa Tre về biển Nam Cực nằm ở chính giữa cực nam của trái đất, nhưng kỳ thực không hề tồn tại trên thực tế. Thật hay đùa, Philip Bùa Tre bằng cách nào đó đã vẽ lại chính xác về địa hình của Nam Cực từ rất xa xưa, ở vào thời điểm mà nhiều nhà khoa học cho rằng khu vực này hoàn toàn không có băng tuyết. Một điều thậm chí còn thú vị hơn là bản đồ Bùa Tre mô tả tuyến đường thủy đóng băng tại vùng núi Chan Sana Cơ Tích chia cắt lục địa Nam Cực thành hai vùng đất biệt lập gọi là Tây Nam Cực và Đông Nam Cực. Trong cuốn sách Bản đồ biển thời cổ đại, xuất bản năm 1966, tác giả Sackler Hackwood nhận định Philip Bùa Tre đã thu thập được nhiều tư liệu bí ẩn về một nền văn minh cực kỳ tiên tiến từng tồn tại ở Nam Cực, thậm chí có liên quan đến người ngoài hành tinh sở hữu năng lực nhìn thấu địa hình để vẽ nên các tấm bản đồ khổng lồ. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học tin rằng Bùa Tre được tạo ra nhờ gợi ý từ các tấm bản đồ cổ. Tuy nhiên, việc Philip Bùa Tre đã định vị chính xác quần đảo Canary cũng như vị trí của cao nguyên ngầm dưới nước mà Canary tọa lạc lại gây khó hiểu cho giới nghiên cứu. Điều này cho thấy, phải có số liệu khảo sát địa hình cao nguyên tại thời điểm trước khi các sông băng tan chảy và mực nước biển gia tăng thì Philip Bùa Tre mới phác thảo thành công Canary.
khi mà Vue 1.0 vẫn còn huyền bí, thì các chuyên gia bất ngờ phát hiện phiên bản 2.0 với sự xuất hiện những ký tự tiếng Pháp trên tấm bản đồ Vue thứ hai như con dê CTUZEE, phỏng đoán hay SOPCONNE nghi ngờ. Có ý kiến khẳng định các ký tự nêu trên cho thấy Philippe Vue dường như đang vẽ lại suy luận của mình về địa hình Nam Cực. Nhiều khả năng, Philippe Vue tham khảo các bản đồ cũ, cùng tư liệu thu thập từ các nhà thám hiểm về hiện tượng băng khổng lồ trôi dạt ở phương Nam, từ đó tin rằng tồn tại một châu lục xa xôi ở cực Nam. Trên thực tế, không một ai biết chính xác cấu trúc dưới lớp băng dày ở Nam Cực vào thời tiền sử, thế nên khó có thể khẳng định liệu bản đồ Vue có thực sự chính xác hay không. Chưa hết, giới nghiên cứu vẫn còn tranh cãi nguồn gốc của Vue 2.0, hướng đến hai luận điểm lớn, hoặc Vue 2.0 đến từ một kẻ thích quấy nhiễu giới nghiên cứu, hoặc Vue 2.0 gửi tới thông điệp. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!